di chuyển hóa ra lắm. Nhưng mà nó đã mờ rồi, có thể collagen đã yếu rồi. Trên linh hoạt với nhiều phần quà. Thank you.
những cái này á, thì cái này khi mà thời gian dài ấy, cái tế bào nhầu này nó sẽ hình thành cái này, chị nhìn thấy cái này không? Đây là mụn tiềm ẩn. Mụn tiềm ẩn có nghĩa là nó phát sinh được cái này, cái tế bào nhầu này, sau đó phát sinh thành cái mụn tiềm ẩn này. Cái mụn này và cái này mình chỉ cần làm sạch sâu là hết. Nếu như mà làm sạch sâu nó sẽ phát sinh thành màu đen, là những cái mụn trên bề mặt mình thấy. Huyện Phú Yên rất hân hạnh được chào đón quý vị đại biểu khách quý đã có mặt trong buổi lễ khai trương cơ sở Harry Store Spa Phú Yên lần thứ 22 trên toàn quốc. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì buổi lễ sẽ chính thức được bắt đầu. Với lẽ vậy, một lần nữa xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi và buổi lễ sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Và trước khi buổi lễ khai trương được diễn ra, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng đến với ca khúc khá là sôi động, ca khúc Đợi Em Trong Mơ. Một lần nữa xin được mời những tràng pháo tay của toàn thể quý vị dành cho Quang Tám trong buổi sáng ngày hôm nay được không ạ? Chào chân trọng nhất. Kính thưa quý vị
đại biểu khách quý đến với buổi lễ khai trương ngày hôm nay, chúng tôi vinh dự được đón tiếp các vị đại diện đại biểu tiêu biểu về ban lãnh đạo công ty cổ phần Harry. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Quyên, tổng giám đốc công ty cổ phần Harry, nhà sáng lập thương hiệu Harry Cat, chủ yếu cơ sở Harry Sports Spa. Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hải Yến, giám đốc phát triển chuỗi cơ sở Harry Store Spa tỉnh Sơn La. Xin được trân trọng giới thiệu. Và xin được nhiệt liệt chào mừng bà Cầm Hưng, giám đốc cơ sở chi nhánh Harry Store Spa Phú Yên. Xin được trân trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu. Về phía khách mời ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị có đội ngũ cán bộ công ty cổ phần Harry và tất cả các quý vị đã có mặt trong buổi lễ cơ sở Harry Store Spa Phú Yên ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, công ty cổ phần Harry được thành lập từ năm 2019, trực thuộc tập đoàn Vingroup, có nền móng phát triển doanh nghiệp gần 20 năm, hoạt động đa ngành đa nghề, tiêu biểu như lĩnh vực dược mỹ phẩm, bất động sản và truyền thông. Thương hiệu Harry bước sang năm thứ tư có mặt trên thị trường nhưng được thị trường vô cùng đón nhận về uy tín, chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp, trị liệu spa. Với sứ mệnh sẽ giúp cho tất cả các chị em tạo được nét đẹp từ bên trong, thương hiệu không ngừng nỗ lực phát triển mạnh mẽ về mô hình kinh doanh thông qua kênh online và offline. Gần 4 năm qua đến nay, sản phẩm có mặt rộng trên khắp hệ thống hàng ngàn đại lý khắp cả nước, trải dài trên các tỉnh thành, có mặt trên 300 hiệu thuốc. Và nhà phân phối, và đặc biệt hơn mở thành công 21 cơ sở Harry Store Spa giúp cho khách hàng ngày càng được gần và biết đến Harry, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ được nhiều hơn. Và kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2022, được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty cổ phần Harry Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng được chào đón thêm thành viên thứ 22 trong hệ thống chuỗi Harry Store Spa chi nhánh tiểu khu 7 thị trấn Phú Yên Sơn La đi vào hoạt động, và xin được nhiệt liệt chào mừng. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị. Kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, rất vinh dự khi ngày hôm nay được đón tiếp lãnh đạo thương hiệu Harry Store Spa, tổng giám đốc công ty cổ phần Harry có mặt tại buổi lễ long trọng này. Và đằng sau mỗi một doanh nghiệp luôn bắt nguồn từ câu chuyện từ con người. Để hiểu rõ hơn về Harry Store Spa ngày hôm nay, ngay bây giờ đây xin được trân trọng kính mời Nguyễn Quyên, tổng giám đốc công ty cổ phần Harry, xin có đôi lời phát biểu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu cũng như là toàn thể bà con có mặt trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên cho phép Quyên xin được thay mặt ban lãnh đạo công ty gửi một lời chúc sức khỏe cũng như chúc cái buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Chuỗi Hurin Star Spa của chúng tôi thuộc công ty cổ phần Hurin, như vừa rồi anh em xin anh có chia sẻ, là được ra đời từ năm 2019. Công ty Hurin thì trực thuộc đoàn VAT Group và có hoạt động trong một số các lĩnh vực như là bất động sản, sản xuất giày dép, truyền thông và dược mỹ phẩm. Hurin ra đời từ những cái năm mà thị trường còn rất là khó khăn trong cái lĩnh vực về mỹ phẩm này, nhưng với một cái sứ mệnh và cái lĩnh vực khác, làm thế nào có thể giúp đỡ được cho nhiều các chị em có được một cái làn da đẹp hơn để các bạn được tái tạo nét đẹp từ sâu bên trong. Từ 4 năm trước là chúng tôi chỉ tập trung vào dịch vụ là phát triển về mỹ phẩm, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì công ty thấu hiểu được khách hàng nhiều hơn bằng cái hình thức là chúng tôi phát triển chuỗi cơ sở thêm về dịch vụ về spa để toàn thể các khách hàng có cái cơ hội được trải nghiệm sản phẩm dịch vụ và được đến cơ sở để thăm khám cũng như là xây dựng các cái liệu trình cá nhân hóa được chuẩn hơn, giúp các bạn được đẹp hơn. Chính vì vậy mà trong 4 năm qua thì công ty đã có 21 cơ sở
và ngày hôm nay đây ở tại Sơn La lần thứ hai quy được về đây. Đây là cơ sở thứ hai ở Sơn La và cũng là cơ sở thứ 22. Mong rằng trong thời gian tới thì Hurin sẽ được đón nhận thật nhiều hơn nữa ở Sơn La, và không chỉ dừng lại ở hai cơ sở mà sẽ thật nhiều cơ sở hơn nữa ở đây, để tất cả chị em chúng ta là có cơ hội được làm đẹp ở mọi lớp. Và mọi người có sẵn sàng là ủng hộ cho Hurin Spa Store Spa trong thời gian tới không ạ? Rất là mong toàn thể quý vị sẽ ủng hộ cho bạn Cầm Hương cũng như là Hurin Store Spa thật nhiều. Và lời cuối cùng Quyên xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và chung cho buổi ngày hôm nay của chúng ta một lần nữa thành công tốt đẹp. Lát nữa thì mọi người sẽ được vào đây để thăm khám ra miễn phí, chính vì thế mà nhà mình đừng bỏ qua nhé. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ từ vị tổng giám đốc của công ty bà Nguyễn Quyên trong buổi sáng ngày hôm nay, đã có những lời chia sẻ rất ý nghĩa, và xin được chúc cho bà luôn luôn đồng hành và cùng phát triển Hairy Store của chúng ta một cách thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ, rộng rãi hơn. Và kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, để Hairy Store Spa được đi vào hoạt động và phát triển mạnh mẽ, không thể thiếu hình bóng của một cô chủ chi nhánh. Và ngay bây giờ chính là những chia sẻ từ nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin được mời lên sân khấu bà Cầm Hưng, chủ spa cơ sở chi nhánh Hairy Store Spa, có đôi lời phát biểu ngày hôm nay. Xin được chân trọng cảm ơn. Các vị đại biểu cùng toàn thể khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên là em xin cảm ơn sâu sắc nhất đến sếp Nguyễn Quyên ạ. Mặc dù là sếp đang có em bé nhưng mà đã vượt đến chặng đường xa xôi để đến với dự buổi lễ khai trương của em ngày hôm nay ạ. Em xin chân thành cảm ơn sếp ạ. Đến với Hairy không đơn thuần là lựa chọn một đơn vị để kinh doanh, mà Hairy là một môi trường giúp Hưng tạo dựng được cái sự nghiệp của mình. Ngày chưa biết đến Hairy thì Hưng đã gặp vấn đề về da, là lúc mà đẻ xong là mình bị rất là nhiều mụn, và tình cờ mình biết đến Hairy trị mụn và mình cảm thấy rất là hiệu quả, và mình đã tìm đến chị Hải Yến và nhờ chị và quyết định là đồng hành với chị để thực hiện cái đam mê của mình ạ. Và mình cũng có niềm đam mê với nghề làm đẹp nên là mình đã quyết định tạo dựng cái sự nghiệp của nền spa ạ. Và chẳng vượt qua một thời gian được chị Hải Yến update những cái công nghệ và kinh nghiệm thì mình đã tự tin về tay nghề, và quan trọng hơn hết gian phù hợp nhất để mình đưa ra cái quyết định và sự phát triển và phát triển sự nghiệp của mình. Và bởi vì tại vì sao mà mình đã chọn mở biển Hairy vào cuối năm hay là đầu năm, mà là chọn vào cái thời điểm này, là vì bởi vì ngay cái chính sách mở biển Hairy Store Spa là mà nó đưa ra cái vào cái thời điểm này là nó mà nó rất là phù hợp và nhiều ưu đãi ạ. Hiện tại Hairy Store and Spa là một cái tâm huyết mà Hưng đặt rất là nhiều niềm tin và mong muốn cơ sở Hairy Store and Spa là mang đến cho những khách hàng là nhiều trải nghiệm và chăm sóc da chuẩn y khoa và những dịch vụ làm đẹp tiên tiến nhất ạ. Hairy Store and Spa xin hứa sẽ đem lại cho những khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, hài lòng nhất, đặc biệt là có những định hướng chiến lược của công ty hỗ trợ thì chắc chắn là Hairy Store Spa sẽ là nơi mà nhiều khách hàng lựa chọn ạ. Hưng mong muốn và cũng như tất cả các đối tác sẽ luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ tổng giám đốc và ban lãnh đạo công ty cùng với đồng đội của mình ạ, để phát triển chuỗi Hairy Store Spa trên khắp bản đồ Việt Nam ạ. Và một lần nữa Hưng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị đại biểu, tất cả các vị khách quý đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay ạ. Hưng mong rằng là Hairy Store Spa sẽ mang đến cho những khách hàng dịch vụ trải nghiệm tốt nhất ạ,
Và Hưng xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, vừa rồi chúng ta vừa được nghe những lời chia sẻ đến từ giám đốc của cơ sở chi nhánh Phú Yên. Và kính thưa quý vị, đến với buổi lễ khai trương ngày hôm nay, thành công của buổi lễ là có sự hiện diện của toàn thể quý vị đang có mặt ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành với showroom, và để rồi một ngày nào đó showroom của chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn và đi đến chăm sóc sức khỏe cho toàn thể quý vị đang có mặt trong ngày hôm nay cũng như là toàn thể nhân dân trên địa bàn của Phú Yên chúng ta thân yêu. Và kính thưa quý vị, một phần nghi lễ quan trọng nữa là nghi lễ cắt băng khánh thành khai trương ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Tổng Giám đốc Công ty Harry, bà Nguyễn Quyên, Giám đốc Phát triển Chuỗi Cơ sở Harry Store Spa tỉnh Sơn La, bà Nguyễn Thị Hải Yến, và Giám đốc Cơ sở Chi nhánh Harry Store Spa, bà Cầm Hưng, để thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Và xin mời quý vị hãy đeo găng tay, xin mời nghe hiệu lệnh của MC. Sau khi MC đếm từ 1 đến 3 thì chúng ta sẽ cùng cắt băng khánh thành. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Kính mến, giây phút tuyệt vời nhất, giây phút hạnh phúc nhất của những người làm chương trình là được hô lên những lời chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng cho những niềm vui của showroom ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, khoang 8 sẽ hô từ 1 đến 3 và các vị đại biểu khách quý của chúng ta sẽ cắt băng khánh thành và chúng ta sẽ nổ pháo để chúc mừng. Quý vị ơi, quý vị, 1, 2, 3, xin được chúc mừng. Làm trong ngành trong nghề. Và ngày hôm nay đây, hy vọng rằng showroom Harry Store của chúng ta sẽ lan tỏa, lan rộng trên khắp địa bàn của Phú Yên. Và đến một ngày nào đó, chúng ta là những người được tận hưởng cái đẹp, cái hay, cái ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay đây, để lắp lại tình cảm chân quý mà quý vị dành cho Harry Store Spa nhân ngày khai trương long trọng này, đội ngũ nhân viên có chuẩn bị những món quà vô cùng tuyệt vời muốn dành tặng cho toàn thể quý vị. Thể lệ của chúng ta cũng rất đơn giản thôi ạ. Chúng ta chỉ cần chụp ảnh check-in tại cửa hàng và viết bài chia sẻ cảm nhận về buổi lễ khai trương và sẽ nhận được những món quà và những voucher ưu đãi tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Và chưa hết đâu ạ, ngày hôm nay thật vinh dự khi Harry Store Spa với sự có mặt của đội ngũ chuyên viên sẽ dành tặng 100 suất soi da, thăm khám và tư vấn pháp đồ chăm sóc chuẩn y khoa hoàn toàn miễn phí ạ. Và cho tất cả các anh chị em có mặt tại đây. Và bây giờ xin mời quý vị, quý khách hàng thân yêu của chúng ta cùng tiến vào trong để tham quan và cùng được soi da miễn phí. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời.